Vâng, sau đây em lên sóng con Quixen EX1600 chỉ đỏ mới về, thì lên sóng để các bác cùng ngắm vẻ đẹp của nó nha. Hàng nội địa Mỹ, EX1600 chỉ đỏ dòng Pro, hai volume phía trước quay đầu còn đầy đủ nha, hàng mạng về nên là đầy đủ không thiếu gì, có dây nguồn zin luôn nha. Bác nào sưu tầm em này thì alo cho em. Đối với em này thì các bác chơi rất là tiện, nó có cổng các bác chơi súp hơi, có nghĩa là một con này các bác có thể chơi một con súp hơi bát 40 và một cặp full 30 đấy, hay là các bác không chơi súp thì các bác chơi hai cặp bot 6-1, hai cặp bot 10.2, hai cặp 7, những cặp 3-1 thì chơi vô tư rồi, hai ba cặp đấy. Đây là hai cái trạm lo Nutrix này, là trạm lo chú mớ chim, các bác xài trạm nào cũng được. Còn này là trạm gộp chung công suất để chơi súp hơi đấy, súp hơi này các bác, hàng Mỹ nòi nha các bác, hàng Mỹ nòi, đường đi vào là jack Nutrix ba lăng cái, được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác, trị giá là 250.000, con này giá là 12 triệu bao gồm phí ship, là dây nguồn zin nha. Bác là muốn sở hữu em này liên hệ cho em. Mười hai triệu bao gồm phí ship nha. Quixen Pro một EX1600 chỉ đỏ mới long lăng, hàng mạng thì không cần bàn về độ đẹp rồi. Hãy bác nào chốt thì alo cho em nha. Quixen EX1600 giá 12 triệu bao ship tận nơi. Bác nào mà chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200.000, còn là 11.800.000, đều được tặng kèm một bộ dây ba lăng nha các bác. Còn nếu mà các bác cọc tiền thì vẫn giá 12, cọc thì cọc 1 triệu trở lên nha, 10%. Em mời tất cả các bác cùng xem độ mới. Đây là cái tăng phô của nó này. Đây, keo tăng nhiệt các bác. Đây là phần công suất. Các bác thấy những cái phe tăng nhiệt thép không? Mới tinh. Đây là 8 cái tụ, 8 tụ, những bảo vệ chính áp còn nguyên. Bo mặt này các bác, sáng tròn luôn nha. Thay mới không? Mới tinh nha. Bác nào chốt con 1600 này thì liên hệ cho em nha. 12 triệu bao ship, sở hữu một con đẩy rất là nổi tiếng của Quixen. Quixen thì model nào cũng hay nha các bác. Quixen đạt được gọi là mệnh danh là ngon bổ rẻ các bác. Bác nào mà em chỉ có về được một con 1600 này thôi, bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Về ngày hôm qua thì nay em lên sóng để các bác cùng xem.